Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tới với kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì trong cái tuần lễ mà Labor Day Weekend vừa rồi đó, ở tiểu bang California, cái nhiệt độ nó đã rất là nóng luôn. Có nhiều ngày cái nhiệt độ nó lên tới 107-108 độ. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư tháng 9, ngày chính Tây, mặc dù cái nhiệt độ ngoài trời nó đã giảm xuống rất là nhiều so với lại những cái ngày mà Labor Day Weekend rồi, nhưng mà hôm nay em thấy ở đây có một cái hiện tượng rất là lạ luôn. Lần đầu tiên em thấy cái này ở ngoài đời, giống như các bạn coi những cái bộ phim mà khi mà nó sắp tới cái ngày tận thế đó, các bạn sẽ thấy cái bầu trời của nó màu cam rồi khói, rồi nói chung là nhìn rất là u ám. Thì đây là lần đầu tiên mà em thấy cái khu vực của An ở đó, cái bầu trời nó có những cái hiện tượng như vậy. Thì cái hiện tượng này á, là do giống như là những cái ngày trước đây á, ngày thứ bảy chủ nhật và ngày thứ hai á, thì nhiệt độ Cali rất là nóng, thì nó dẫn tới là có cháy rừng. Và cháy rừng á, thì không phải là ở khu An ở, nhưng mà nó cách cái khu An ở cũng không có phải là quá xa, nên á, là ngày hôm nay thì sau những cái đợt cháy rừng đó, thì xung quanh thành phố San Jose và đặc biệt là Bay Area thì khói của nó rất là nhiều luôn từ những cái đợt cháy rừng. Và ngày hôm nay á, thì nhiệt độ hiện nay lúc mà em coi check á, là cỡ khoảng 77 độ C, nhưng mà khi mà các bạn nhìn ở ngoài trời á, là không hề có mặt trời luôn. Và lúc mà em đang quay cái video này cho các bạn á, là cỡ 3 giờ chiều mà các bạn nhìn cái bầu trời nó rất là tối luôn, giống như cỡ khoảng 7-8 giờ đó, để em sẽ bắt đầu đeo khẩu trang xong rồi em sẽ đi ra ngoài quay cho các bạn coi nha. Tại lý do mà em đeo khẩu trang á, thứ nhất á, là để phòng bệnh. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái không khí ở ngoài trời nó rất là ô nhiễm, nó rất là khói, thì người ta cũng khuyên là khi mà đi ra ngoài nên đeo khẩu trang. Nếu như mà không có việc gì cần thiết thì nên ở trong nhà, tại vì cái không khí bây giờ ở chỗ Bay Area, ở chỗ Cali nó không có tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho những người già và những đứa con nít thì không có tốt khi mà đi ra ngoài trời trong cái thời tiết như vậy. Nhưng mà để em đeo khẩu trang rồi em sẽ ra quay cho các bạn coi nha. Em đang quay cái hình ảnh này cho các bạn coi á, là hiện nay á, chỉ mới có 2 giờ rưỡi gần 3 giờ chiều thôi mà các bạn thấy cái bầu trời của nó không, nhìn rất là u ám luôn đó. Đằng xa xa kia á, là các bạn có thể thấy là có núi nè, nhìn như vậy á, nó giống như là cỡ khoảng 7-8 giờ tối vậy đó các bạn, và không hề có ánh mặt trời luôn. Và cái xung quanh của An á, là rất là nhiều khói luôn. Các bạn cũng thấy là hiện nay là thường là 3 giờ là giờ người ta đi làm ra đó, nhưng mà hiện nay ở ngoài đường nó cũng khá là vắng xe, nó không có quá nhiều xe, tại vì người ta đi làm ra người ta cũng muốn đi về nhà. Khi mà em quay cho các bạn coi là em thấy là trên camera là cái nó đã có chỉnh ánh sáng sẵn á, nên là các bạn sẽ thấy là nó sáng hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Còn khi mà em thấy được ở bên ngoài á, là cái bầu trời của nó rất là u ám luôn đó. Mà hiện tại á, là chỉ mới có 3 giờ chiều thôi nha các bạn thấy không?